Sau phần 3 trở về quá khứ xem nguồn cơn chiến tranh giữa ma cà rồng và ma sói thì hôm nay chúng ta sẽ tua lại về hiện tại để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi Celine và Michael tiêu duyệt thủy tổ của ma sói và ma cà rồng. Sau cái chết của Alexander Corvinus thì không còn ai dọn dẹp sau mỗi cuộc chiến nữa nên là việc con người phát hiện ra sự tồn tại của ma cà rồng và ma sói chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi điều đó xảy ra thì mọi xung đột của con người bị gác lại, nhân loại cùng nhau tập hợp chiến đấu dưới ngọn cờ chung, lùng diệt cả hai chủng tộc bất tử thì dĩ nhiên vì bọn này dùng con người là nguồn thức ăn chính đen cái là vì mải đánh nhau suốt mấy trăm năm nên là quân số thì ít mà con người thì vừa đông vừa hung hãn lại còn vừa đồng lòng nên là cả hai chủng tộc dần đi bán muối hết Celine và Michael đã là kẻ thù của cả hai chủng tộc thì thôi bây giờ lại bị con người thúc tận đít phải bỏ chạy chối chết đáng tiếc là ngay khi họ bỏ trốn ra bến cảng thì quân loài người đã vây hãm khắp nơi xả đạn vào cả Michael lẫn Celine Michael bị ăn ngay một phát đạn to như quả lựu vào giữa ngực rơi cái tõm xuống nước khiến Celine phải bơi xuống cứu đáng tiếc là cô chưa kịp ôm Michael lên thì để chắc ăn quân đội đã ném cho quả lựu xuống làm Celine mất ý thức sau rồi mang về cất trong tủ đông để nghiên cứu trong lúc bị cấp đông mơ màng nửa sống nửa chết, Celine bỗng nhiên thấy một viễn cảnh lạ như kiểu là Bluetooth từ mắt người khác sang mắt cô. Người bí ẩn kia đang cố bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng mà vẫn tiện qua chỗ Celine bấm nút giã đông rồi mới bỏ chạy. Celine được giã đông một lúc thì đập cửa thoát khỏi tủ lạnh, mặc lại quần áo tự bỏ trốn, tiện thể luộc vài mạng linh gác cho đúng chuẩn phim hành động. Cô chạy khỏi cơ sở nghiên cứu, đúng hơn là nhảy ra khỏi cửa sổ thì những hình ảnh Bluetooth kia thỉnh thoảng lại hiện ra khiến cô phải đi tìm. Nhưng mà vì mạng kém nên là hơi tí lại ngắt kết nối. Celine tìm đường về bến cảng nơi mà cô bất tỉnh thì có người bảo với cô rằng 12 năm đã trôi qua, tức là Celine đã bị cấp đông hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó thì giờ thế giới đã hoàn toàn sạch bóng cả ma cà rồng lẫn ma sói. Cô tiếp tục tìm kiếm, thậm chí là đột nhập vào nhà của thằng cha nhân viên khu nghiên cứu nhằm mục đích hỏi cung, nhưng mà chỉ biết được rằng ở trung tâm họ gọi cô là đối tượng 1, còn người bỏ trốn trước tên là đối tượng 2. Điều đặc biệt giữa 1 và 2 là khi ở gần nhau thì sóng não của hai người đồng bộ với nhau nên là thấy được người kia đang nhìn thấy cái gì. Biết giờ tha cho thằng cha này đi thì lại rách việc nên là lên không tha mà lại thả và tất nhiên là từ độ cao của căn penthouse nhà hắn xuống đất. Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì bắt được tín hiệu đối tượng Hai đang chui xuống ống đổ rác gần đó, Selin chạy xuống theo thì bắt gặp một anh trai trẻ lạ mặt, người này tự giới thiệu là David và nhờ nghe trộm điện đàm của cảnh sát mà mò được đến chỗ cô. Bất ngờ hơn thì David cũng là ma cà rồng giống Celine. đang làm quen thì Selin lại nhận được hình ảnh từ đối tượng hai. Cô bé đang bị một toán ma sói vừa ghẻ vừa ốm truy đuổi. David cùng Selin nhanh chóng xua đuổi thì phát hiện ra đối tượng hai đang chui rúc trong một góc tối. Cô vào xem có phải là Michael không thì phát hiện ra đó chỉ là một bé gái đang run rẩy sợ sệt không biết chuyện gì đang xảy ra. Đám ma sói sau khi nhận ra mình đông hơn thì tiếp tục quay lại truy đuổi thì Celine và David đã bế cô bé ra ngoài đường hầm thu gom rác thải, tiện tay lút luôn một con xe van rồi lái xe bỏ chạy. Lũ ma sói bất chấp đuổi theo nhưng mà sớm bị cả David lẫn Celine cho lên bảng điểm số. Một con mở ngang được cửa sau xe van cắn cổ con bé kia nhưng mà kích động cô bé biến hình và xé con ma sói làm đôi. Hóa ra cô bé này cũng là một đứa con lai like. và thế thì cô bé này liên quan gì đến Celine? Cô bé này chính là con của Celine và Michael Cô bé biết điều đó tại vì thi thoảng đến gần phòng giữ Celine Thì cô bé lại được bluetooth truyền qua mấy hình ảnh trong đầu mẹ Cũng chính cô bé trên đường tẩu thoát đã giã đông cho Celine Tạo điều kiện cho cả hai mẹ con trốn thoát Celine buồn vui lẫn lộn tại Tự nhưng nhắm mắt mở mắt ra tự dưng là mẹ trẻ con Gặng hỏi con gái là liệu có nhận được hình ảnh bluetooth nào từ ông bố không Nhưng mà cô bé chỉ lắc đầu từ chối Celine kiểm tra lại cho chắc ăn Cắn tay con bé để uống máu và đọc ký ức Thì biết là đúng con bé không biết gì thật David đỗ xe và kiểm tra hai mẹ con Thì thấy rằng vết con ma sói cắn cô bé vẫn chưa chịu lành và vết thương quá to khiến cô bé yếu dần nên quyết định đưa hai mẹ con Celine về nơi trú ẩn của gia tộc anh ngay khi David đưa Celine và con gái về căn hầm nơi gia tộc trú ẩn thì anh đã bị bố mình là người đứng đầu gia tộc phản đối dữ dội bởi vì Celine đã giết hai trong số ba trưởng lão của toàn bộ loài ma cà rồng nhưng mà tình hình là rất tình hình David xin bố hãy hoãn bàn luận để bà y sĩ của gia tộc cứu con bé bà tự cắt tay cho con bé ăn máu của chính mình thì vết thương trên vai của cô bé dần hồi phục còn với tốc độ còn nhanh hơn cả ma cà rồng lẫn ma sói giờ thì nguy hiểm đã qua bố David bắt con trai phải đưa hai mẹ con Celine đi. Tại vì trước tiên thì với ông già Celine là kẻ phản bội cả giống loài, còn sau thì không ai biết con gái Celine là cái gì. Tại họ chưa bao giờ thấy một đứa vừa giống lại vừa khác so với cả ma cà rồng, cả ma sói, cả con lai like, giữa hai loài. Có thể là do con gái Selin là dung hợp của cả ba dòng máu Ma cả dòng ma sói và dòng máu Covinus thuần chủng mà Selin đã được Alexander ban cho. Selin định đưa con gái đi cho ông già nhà David hài lòng nhưng mà anh thì không chịu. David chán cảnh trốn dưới hang như fan mù lắm rồi. Đòi Selin ở lại, dạy họ cách chiến đấu như những chiến binh ngày xưa của tộc ma cà rồng. Phải chi mà David biết là quá nửa các trận đánh trong series đều là Selin bú win hoặc là có người giúp. Cơ mà David không biết nên là vẫn năn nỉ Selin ở lại. Cô chưa kịp đưa ra quyết định thì hang ngầm của gia tộc bị đám người sói tấn công. Bố David cố đưa mọi người đi sơ tán, còn David thì bảo anh em lên đồ để quẩy. Kết quả là dù có Celine gánh team dọn creep và David đi toe một tí nhưng mà vẫn có sát thương thì quân ma cà rồng hoàn toàn thất thế cho tới khi một con ma sói to bằng cái xe bán tải xuất hiện. Đạn bắn không thủng kiếm, chém gãy ở kiếm. Hồi phục với tốc độ bàn thờ, hất văng Celine ra một góc bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau thì Celine tỉnh dậy, thấy ngoài sảnh la liệt xác ma cà rồng bị đánh tung tóe. David thì nằm thoi thóp trên sàn và không thấy con gái đâu. Bố David đổ hết trách nhiệm cho Celine, nói rằng ông đã đổi con gái Celine để đám ma sói rút quân Ừ thì ông giá cũng hơi hèn nhưng mà đổi mạng hai đứa ông không ưa lấy mạng người quen để trả lãi đi à Trong lúc Celine và bố David chưa kịp cãi nhau quá to thì David đã ngừng thở Nể tình David đã giúp đỡ hai mẹ con đến mức này Celine cho David máu của cô Rồi thò tay vào ngực anh xoa bóp để tim đập trở lại Hồi sinh David rồi quay đít bỏ đi Sau một hồi điều tra thì Celine tìm cách tiếp cận thanh tra Sebastian Người đang điều tra những vụ mai cà rồng và ma sói liên quan đến cô gần đây Sebastian thấy Celine thấy cộng tác luôn ờ, Khá là khó hiểu với một ông loài người Nhờ Sebastian thì Celine đã biết chính phủ đã thông báo người sói tuyệt chủng mấy năm trước và giờ bắt anh em tập trung vào tiêu diệt ma cà rồng. Nhưng mà theo những điều tra của Sebastian thì đã có kẻ gián tiếp làm giả kết quả xét nghiệm bao che cho đám người sói, giúp chúng ẩn mình và bổ sung lực lượng. Mọi đầu mối đều hướng về công ty Antigen. Trùng hợp thay, đấy chính là chỗ mà Selin và con gái bị giam giữ. Trong một diễn biến khác ở Antigen, lão giám đốc công ty, bác sĩ Jacob đang lên kế hoạch với ban ngành đoàn thể để chuẩn bị mổ con gái Selin ra lấy nguyên liệu nhân bản vô tính. Cô điều dưỡng được thuê để nuôi cô bé mở cửa và khiếu nại đúng lúc này, khiến lũ ma sói trong phòng đại loại là cả phòng bộc lộ bản chất và bóp chết cô điều dưỡng luôn giờ thì chúng ta mới biết là cả cái antigen này là một ổ ma sói và lão jacob kia giữ con Celine và michael ở lại tại vì lão có cách điều chế từ máu con bé một loại vaccine khiến ma sói to hơn khỏe hơn kháng bạc và tăng tốc độ hồi phục con ma sói to như xe Raptor 4 đánh bại Selin chính là thằng con trai lão và cũng là vật thí nghiệm vaccine đầu tiên, Queen. Trở lại với Selin và Sebastian, cả hai lên một đống đồ cao tờ ma sói để đến tận Antigen dành con gái cô về. Và vì lâu lắm rồi đội cảnh sát không đi lùng ma sói nên là đồ trong kho vũ khí vẫn còn nguyên. Họ rời đi thì Sebastian hỏi Selin lý do cô có thể đi lại ban ngày mà không chết cháy. Cô chỉ trả lời đó là món quà mà Alexander Covinus tặng. Về phần Sebastian thì anh bộc bạch lý do muốn giúp Selin là anh có một người vợ vô tình bị ma cà rồng cắn. Cả hai vợ chồng cố giấu vụ này đi suốt mấy năm thì dính ngay đợt chính phủ thanh trừng các chủng tộc bất tử vợ sebastian muốn bảo vệ chồng nên là tự ra ngoài nắng nộp mạng giờ thì họ nên đi nhanh lên tại vì ở antigen thì bác sĩ dây cốp đã bơm đầy khí gây mê vào phòng của con gái cô người mà đến giờ chúng ta vẫn chưa biết tên tại vì có ai đặt tên cho nó đâu yên tâm không phải là do tôi xem lướt đâu ngay lúc lũ ma sói định đưa cô bé lên bàn mổ thì Celine và Sebastian tới nơi. Sebastian thì không có giáp cốt truyện nên là đứng ngoài hỗ trợ thôi. Còn Celine trực tiếp lao vào tả sung hữu đột. Nhờ Celine thì Sebastian chiếm được khu bảo vệ, vừa xem camera vừa hướng dẫn cho Selin truy đuổi nam bác sĩ để cứu con gái. Lũ ma sói thấy rén, tạm ngừng quá trình mổ xẻ để chuyển con gái Selin đi, nhưng mà nhất cử nhất động đều bị Sebastian thông báo. Trong lúc đuổi theo con gái, Selin lạc vào một căn phòng nơi mà đối tượng không đang bị giữ đông. Đối tượng không chính là Michael, nhưng mà lũ ma sói sắp đưa con gái cô trốn mất. Ê, hay là cứu người yêu xong rồi nếu mà mất con gái thì cùng Michael làm đứa khác nhưng mà Celine bắn một viên đạn phá vỡ tủ đông rồi tí mới quay lại sau. Sebastian ở ngoài chờ mãi không thấy Celine thì nhiệt tình chạy xuống bãi đậu xe ngăn chặn lũ ma sói luôn, bắn thủng lốp xe. Nhưng mà bọn này được Dominic Toretto dạy lái, máu liều nhiều hơn máu não vẫn rồ ga chạy tiếp. Sau khi tẩu thoát khỏi một đội ma sói chặn đầu, Celine cuối cùng cũng đuổi kịp con xe bán tải, húc ngang cho xe lật nhào. Thằng con trai Queen của lão Jacob cũng đến nơi trong hình dạng con ma sói khổng lồ. Cả hai bên bắn nhau rất căng nhưng mà đạn của Celine thì chỉ là mỗi đốt inox. Sebastian cố cứu con gái Celine nhưng mà có vẻ bác sĩ Jacob cũng đã tiêm vaccine bắn bao nhiêu đạn bạc vẫn là tanh dây cốp định kết liễu sẽ bã triền nhưng mà con gái selin đã bừng tỉnh lao vào chiến luôn lão già nhưng mà tất nhiên là vì còn non và xanh nên là bị bán hành ngược lại david thình linh xuất hiện để ứng cứu giúp con gái selin lật kèo trở lại với selin và Queen selin đang bị Queen bán hành ngập mồm bố kia thì vừa to vừa khỏe lại vừa không bị bạc làm giảm khả năng hồi phục tương kế tự kế selin dẫn Queen vào một hành lang hẹp khiến hắn phải hóa trở lại dạng người mỏng hơn khiến cô có thể đâm xuyên qua bụng và nhét một quả lựu đạn bụi bạc vào lựu đạn phát nổ khiến bạc thấm từ trong cơ thể Queen thấm ra khiến hắn nổ tung hai cha con dây cốp chết báo hiệu lũ ma sói ở antigen đã hoàn toàn thất bại Celine quay lại đón con gái trong khi sebastian nói sẽ đánh lạc hướng cảnh sát cho họ trốn chạy Celine dẫn con và david lên căn phòng mà cô tìm thấy michael thì phát hiện ra anh đã trốn thoát con gái Celine nhận được hình ảnh bluetooth từ bố rằng michael đang ở trên mái nhà họ lên thì không thấy đâu nhưng mà biết rằng mình mà không tìm thấy michael thì lũ ma sói sẽ tìm ra anh và lúc đấy thì mạng michael thế nào rời mới biết và tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ review để không bỏ lỡ phần sau xin chào và hẹn gặp lại